Thầy Chúa, chúng con đang đứng ở trong những ngày, những thời khắc mà cả đất nước này hướng về Chúa để dâng lời tạ ơn. Trời và tạ ơn của đất nước này, những con người đã đến vùng đất mới này và họ biết thế nào sự thành kính và ơn lành của Chúa trên đất nước này. Mỗi chúng con có chiều hôm nay cũng đến đây với tinh thần đó, trong ý nghĩa của Ngài để tạ ơn. Chúng con dâng lên Ngài xin lời của Chúa buổi chiều hôm nay bảo với chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện cho dân. Phần thánh của chúng ta thì tổ chức cái đại tạ ơn và chủ nhật trước, tại vì tôi vẫn thích lại cái ngày thứ năm đó, thì quý vị dành cái thời giờ trong gia đình vợ chồng con cái nên việc lại với nhau để làm lễ tạ ơn cái phong kiến trong gia đình, còn mặt trong gia đình. Buổi chiều hôm nay thì tôi dành hết thời giờ, tại vì sau đó thì chúng ta có thời giờ để dâng lên lại tạ ơn Chúa. Bây giờ quý vị có thể suy nghĩ là tại sao mà chúng ta phải tạ ơn Chúa hay không? Theo quý vị, chúng quý vị suy nghĩ tại sao mà chúng ta phải tạ ơn Chúa? Tại Chúa ban phước cho chúng ta, chúng ta tạ ơn Chúa. Tại vì Chúa tạo dựng nên chúng ta thì chúng ta tạ ơn Chúa. Tôi muốn nghe ý kiến khác nữa. Chúa chết vì tội lỗi chúng ta cho nên chúng ta tạ ơn Chúa. Chúa muốn chúng ta tạ ơn Chúa cho nên chúng ta phải tạ ơn Chúa. Dạ quý vị cứ nói cái suy nghĩ là tại sao tôi phải tạ ơn Chúa. Tại sao trong quý vị như vậy suy nghĩ đó. Tại vì chúng ta tạ ơn Chúa thì chúng ta biết lý do tại sao tôi phải tạ ơn Chúa, đúng không quý vị? Dạ, cô ấy nói là vì chúng ta nhận được ơn phước từ nơi Chúa cho nên chúng ta phải tạ ơn. Hồi nãy thì ba thanh niên hát nhưng mà biết cũng có những khi mình nhận những cái cay đắng lắm lắm trong cuộc đời nhưng mà mình cũng phải tạ ơn. Không quý vị? Vì Chúa tạo ra chúng ta. Vì Chúa tạo ra chúng ta. Quý vị có nghĩ là lễ tạ ơn là chỉ để dành mình, chỉ dành để mình tạ ơn Chúa không thôi không? Có phải không? Có phải là mình tạ ơn Chúa không đâu? Tôi thì tôi suy nghĩ hai điều mà chúng ta biết đó là lý do để chúng ta tạ ơn Chúa. Cảm ơn là quý vị không quên hai điều này, hai điều chứ không có nhiều. Cái điều thứ nhất á, mọi vật đều do nơi Chúa mà đến. Ở trong sự ký nhất đoạn 29 câu 14 và những vật chúng ta dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Quý vị biết cái câu kinh thánh này ai nói không? Quý vị nào biết con thánh ai nói? Yep. ai biết con thánh ai nói? Yep. Con thánh ai nói? Thanh đi. Ta đại ông chú. Con thánh ai nói? Tại vì quý vị biết ai nói, quý vị sẽ thấy cái câu này nó có ý nghĩa. Còn đó là thánh đó, quý vị biết con thánh ai nói? Tại vì cái con thánh này nói là tất cả mọi vật thì do nơi Chúa mà đến. Và những vật chúng ta đã dâng cho Chúa chẳng qua là thuộc về Chúa. Còn cái thánh ai nói? Tôi muốn nghe một người nói đúng. Ai nói? Mô-xe nói. Đạo Vinh nói. Ai nói? Đạo Vinh nói. Đúng rồi quý vị. Câu kinh thánh này là Đạo Vinh nói. Mà Đạo Vinh đó là một vị vua của dân Israel. Ông đang nói ở trong cái vị trí ông là một vị vua của dân Israel. Và ông nhận biết được rằng tất cả những gì mà ông có được là từ nơi Chúa. Ngày hôm nay ông đã nói là tôi có cái nhà, đúng không quý vị? Tôi có chiếc xe, tôi có việc làm tốt. Quý vị nói điều đó không sai. Nhưng mà sâu xa trong mỗi chúng ta có biết rằng đó là điều mà Chúa ban cho chúng ta. Không quý vị? Biết không? Tại vì nếu chúng ta không có sức khỏe thì làm sao chúng ta làm ra những điều đó? Hoặc là đơn giản không quý vị? Đúng không? Nếu mà chúng ta không có sức khỏe thì làm sao chúng ta tạo ra những điều đó? Cho nên
suy nghĩ thì chúng ta cũng phải nhìn nhận thật sự rằng tất cả những gì chúng ta có là từ nơi Chúa ban cho. Mỗi chúng ta ngồi ở đây, mỗi chúng ta ngồi ở đây thì quý vị sanh ra quý vị như thế nào? Mắc cỡ. Thì quý vị sanh ra quý vị như thế nào? Mắc cỡ. Thôi mà da trắng và ngửa, ngửa xinh con à, con à. Rõ ràng là mỗi chúng ta ngồi ở đây, tôi tin rằng dù là bây giờ hiện tại cái người ngồi ở đây là kỹ sư hay là bác sĩ hay là người già các chi nữa, nhưng mà mỗi chúng ta giàu có cái chi nữa thì mỗi chúng ta là những người ngồi ở đây khi sinh ra được hai bàn tay trắng, hai bàn tay trắng, và tất cả những gì đến trong cuộc đời của chúng ta là chúng ta nhận, đúng không quý vị? Quý vị biết một đứa con nít nó sinh ra nó thường là cái gì? Người ta nói thường là cái gì? Nó khóc thôi mà. Nó khóc, quý vị biết nó khóc để làm gì không? Đó. Bú cái gì? Tôi không hả? Thật ra nếu mà nói là một người bác sĩ đó thì nói là nếu không khóc cũng phải làm cho nó khóc nữa. Nó khóc để nó, cái phổi của nó có thể nhận lấy oxy vô để mà nó thở. Quý vị thấy là nó phải khóc để cái phổi nó hoạt động, nó nhận lấy oxy vô để nó thở. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ đến điều này thì chúng ta thấy rằng mỗi chúng ta là những người ngồi ở đây đều được sinh ra là mình là một người nhận lấy, đúng không quý vị? Ngay cả những người, ngay cả những người đó, cha mẹ tôi là người nuôi tôi, là người chăm sóc, là người lo lắng cho tôi, và tôi tin điều đó hoàn toàn là đúng, không có điều gì sai cả quý vị. Nhưng mà có bao giờ quý vị nghĩ rằng đó là nội cái tình thương mà người cha mẹ mà đặt và dành cho mình đó cũng là cái điều Chúa ban cho không? Quý vị có giờ suy nghĩ đến điều đó không? Đúng không quý vị? Tại vì nghĩ theo một cái lẽ bình thường thì chúng ta thấy rằng đó là có nhiều người cha người mẹ cực khổ cách chi để lo lắng, để chăm sóc nuôi nấng cho con mình, nhưng mà lớn lên rồi thì có những cái hậu quả ngược lại mà họ phải đối diện. Nhưng mà dù người con đó như thế nào thì cha mẹ cũng vẫn có một cái tình thương rất là đặc biệt để dành cho nó, để nuôi nấng nó, để giúp nó lên người. Cho nên ở đây chúng ta thành thật mà đối diện. Khi mà tôi suy nghĩ là đối diện thì dường như mỗi chúng ta ở đây là những người sanh ra trong cuộc đời đó, chúng ta là những người già, đúng không ạ? Từ việc mình thì nói lại chờ mua xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cài, lấy đầy bát cơm, lấy rôm đun nước. Tức là họ nhìn biết rằng là họ nhận được từ nơi ông trời hay là nơi thượng đế rất là nhiều điều. Còn những đứa đi học thì cơm cha, áo thì của mẹ, còn chữ thì của thầy, cơm cha áo mẹ chữ thầy, cũng là nhận không thôi, cũng là nhận không thôi. Và mình nhận rất là nhiều trong cuộc đời này quý vị, mình nhận rất là nhiều trong cuộc đời này. Nhưng mà quý giá nhất trong cuộc đời này mà mỗi chúng ta ngồi đây đều nhận được, quý vị biết là điều gì không? Cái sự sống mà Chúa ban cho chúng ta, đúng không quý vị? Quý giá nhất ở trong cuộc đời này mà không có gì mua được, không có cái gì có thể đổi được, đó là cái sự sống mà Chúa ban cho chúng ta, và sự sống ở tại cuộc sống hiện tại và cả sự sống đời đời ở trong sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị ơi, mỗi chúng ta ở đây có thể nói rằng mình là một người sanh ra và lớn lên trong cái nợ. Quý vị có nghĩ không? Không ạ, mình nợ đối với Chúa, mình nợ đối với mẹ, với cha và với bao nhiêu người khác. Bao nhiêu người khác. Cho nên đó, khi mà chúng ta biết rằng là những cái gì chúng ta có đó, nó không thuộc về chúng ta mà là của Chúa và của những người khác, thì lúc đó cái điều chúng ta mới có thể nói lên cái lòng biết ơn của chúng ta mới có thể tạ ơn. Còn nếu chúng ta nói ồ đó là cái do nên tôi có, đó là tự sức tôi đó có, đó là cái trách nhiệm của ông, đó là trách nhiệm của bà phải làm cho tôi, thì khi chúng ta suy nghĩ như vậy chúng ta không chấp nhận, chúng ta dâng lên lời tạ ơn được, đúng không quý vị? Đúng không? Nhưng mà chúng ta ý thức sâu xa một điều rằng tất cả những gì chúng ta có đó đều không đến từ nơi chúng ta. Có thể chúng ta làm ra cái này, làm ra cái kia, làm ra cái nọ, nhưng mà chúng ta nhớ một điều rằng những cái đó nó cũng không phải đến từ nơi chúng ta. Cho nên cái điều
điều lớn nhất mà chúng ta cần suy nghĩ và trước nhất chúng ta suy nghĩ. Ngày hôm nay quý vị đang có cái gì? Có cái gì quý vị? Nếu quý vị nghĩ là quý vị có nhiều, mỗi chúng ta đây có nhiều. Và chúng ta có nghĩ rằng những cái đó nó đến từ nơi xưa không? Đó quý vị. Quý vị có thấy vậy không? Đó. Và đây là cái điều mà Kinh Thánh cho chúng ta biết. Cái điều thứ hai mà chúng ta, tại sao chúng ta phải tạ ơn? Tôi muốn nói đến cái điều thứ hai. Cái điều thứ hai đó, ở trong Thi Thiên thì nói chúng ta biết rằng con mắt của muôn vật, con mắt của muôn vật đều ở trong Chúa. Chúng ban cho chúng đồ ăn tùy theo thị thân thị. Quý vị nhớ đó, khi mà 1975 trận vô đó, thì tôi nghe, tôi lớn lên ở trong cái chế độ mà tôi nghe cái câu này nhiều nhất là bàn tay ta làm nên tất cả có sức người sỏ đá cũng thành cơm. Nhưng mà rồi tôi lớn lên trong cái xã hội đó thì tôi thấy là tôi không có thấy sỏ đá thành cơm, nhưng mà tôi thấy cơm á lộn sỏ đá chẳng không ạ. Thực sự mà nói đó, ăn cơm rồi đã là nhà rốt á, sỏ đá chẳng. Cho nên người ta tự hào rằng bàn tay người ta tạo ra, người ta có thể tạo ra cái này thế nọ, nhưng mà sự thật cũng không phải như vậy. Quý vị thấy không? Rồi cái định thay đổi của một mùa màng, rồi thiên tai mọi thứ, rồi con người ngày dù mấy chục năm nữa nhìn lại thấy mình làm ra được cái gì? Mình phá thì nhiều, phá đất nước, phá môi trường, phá tài nguyên, phá mọi thứ thì nhiều, chứ còn làm ra thêm thì không có làm ra gì. Cho nên một cá nhân hay một con người hay một tập thể nào đó mà nghĩ rằng cái bàn tay của mình làm ra, mà không có nghĩ rằng đó là cái điều ban cho từ nơi thượng đế, thì chúng ta thấy là khó mà có thể thành được cái điều gì. Tại vì cái đấng ban cho đó thấy là đây là những con người không nhìn biết ta, không biết ơn, cho nên thử ra là họ không nhận được cái điều gì tốt lành hơn. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta thấy mỗi một chúng ta đều lệ thuộc vào trong Chúa. Chúng ta thấy tim mình còn đập, mỗi mình còn có thở được, thể thở được. Chúng ta thấy đó là những điều mà chúng ta nhận lãnh từ nơi Chúa. Và đó là cái điều mà nhắc chúng ta về lòng biết ơn của mình đối với Chúa. Và cái điều thứ hai đó, khi mà chúng ta nhận biết rằng mọi điều do nơi Chúa mà đến, thì không có bởi tự sức riêng của mình, thì chúng ta sẽ biết ơn Chúa là điều nào. Cái điều thứ hai đó là chúng ta chỉ biết ơn Chúa khi chúng ta giá trị những gì chúng ta có. Quý vị thấy cái điều này không ạ? Chúng ta chỉ biết ơn Chúa khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta giá trị những điều chúng ta có. Đó là cái điều mà tôi suy nghĩ rất là nhiều. Chúng ta chỉ biết ơn Chúa khi chúng ta thấy rằng những cái gì chúng ta có đó nó là quý, là giá trị. Một số chúng ta ở đây đã từng trải qua cái lúc ăn bò, cái lúc ăn khoai mì con quý vị, và đã trải qua những cái thời kỳ kinh khủng nhất trong cuộc đời. Ngày hôm nay chúng ta có thể có những cái thức ăn ngon, và khi chúng ta nhớ lại những cái thời khắc đó, chúng ta giá trị những cái lúc mà chúng ta có hiện tại ở đây, thì chỉ khi chúng ta giá trị những cái điều chúng ta có, chúng ta mới có thể dâng lên Chúa lại. Bình thường chúng ta khỏe, chúng ta thấy sức khỏe mình có giá trị không? Ít không quý vị, ít không. Nhưng mà chúng ta bị sốt lên hay nằm xuống một hai ngày, lúc đó quý vị thấy cái sức khỏe mình có giá trị không? Giá trị không? Các thường ở trong cuộc sống của mọi chúng ta là những gì chúng ta có, chúng ta không có giá trị. Tôi không hiểu làm sao, nhưng mà tôi thấy đó là một cái lẽ thường. Như hồi mà tôi mới đến đất nước này á, quý vị biết đó, tôi mang trong một cái tâm trạng tôi vui mừng lắm, là quý vị biết đâu. Là tôi mới ở tại Việt Nam đó, những cái người mà thờ phượng Chúa trong những hội thánh tư gia đó, và chúng tôi đang nhóm lại ngon lành á, và nói công an tới, là bắt đầu người nào người nấy, quý vị biết làm gì không? Không phải chạy giấu Kinh Thánh. Là tôi biết điều đó lắm, giấu Kinh Thánh. Tại vì biết sao không? Tại vì họ vô đó là họ lấy Kinh Thánh, mà Kinh Thánh thì không có cho in ra, cho nên Kinh Thánh cài xài đó, dán không biết bao nhiêu lớp keo, họ đời nào đó. Nhưng mà người tín đồ quý nhất là cũng
cái nghề thánh, chị Thảo có cái nghề đó tôi đâu biết. Và có, nhưng mà tôi ở trong một cái xã hội như vậy á, tôi giá trị, tôi thấy cái sự tự do để thờ phượng Chúa là quý đó. Nhưng mà rồi khi tôi qua đây đó, thì tôi thấy là cái sự tự do thờ phượng Chúa nó trở thành bình thường. Đúng không quý vị? Lúc nào chúng ta muốn đến thờ phượng Chúa cũng được hết á. Cho nên nó thành bình thường, mà chúng ta không giá trị cái điều đó. Chúng ta không cảm thấy quý, không có giá trị điều đó. Cho nên không có cần phải biết ơn Chúa về cái sự tự do mình có. Không biết ơn Chúa về cái sự tự do mình có. Nhưng mà ngày hôm nay tại Trung Quốc hay tại Việt Nam cũng vậy, bao nhiêu con người ở tại nhiều nơi đó, bởi vì theo những trong cái nước Hồi giáo, bao nhiêu con người họ mong muốn để họ có thể được an bình, được tự do đến thờ phượng Chúa, nhưng mà không có điều đó. Không có điều đó. Cho nên chỉ khi nào chúng ta giá trị những cái điều mà chúng ta có được, thì khi đó chúng ta mới có thể biết ơn Chúa. Tôi muốn nói đến điều này để có thể nhắc nhở và khích lệ lòng của mọi chúng ta. Tôi thấy có nhiều người con khi cha họ mất, khi mẹ họ mất, họ khóc lóc, họ kể lể rất là dữ dội. Đúng không quý vị? Và chúng ta thấy người Việt Nam của mình cũng vậy, cũng có thể là làm trâu, làm bò, mướn đủ thứ, tốn bao nhiêu tiền để mà lo cho cái đám tang của cha của mẹ mình. Nhưng mà khi cha mẹ còn sống đó, không bao giờ họ giá trị, không giá trị được những cái thời giờ hay là những cái cơ hội mà họ có thể nói chuyện với nhau. Họ không có giá trị điều đó. Tại vì khi họ giá trị những cái điều họ có đó là điều quý đó, họ sẽ có một cái thái độ biết ơn ở đằng sau đó. Và cuộc sống của mọi chúng ta ở đây cũng vậy nữa. Chúng ta thường không có cái gì. Khi chúng ta rơi vào trong một tình trạng, ôi Chúa ơi, chúng con trong cái tình trạng này bế tắc đó rồi. Nhưng mà khi chúng ta ra khỏi cái tình trạng đó, thì chúng ta lại không giá trị cái điều mà Chúa đã làm cho đời sống của mọi chúng ta. Trong cuộc sống của mọi chúng ta đây, chúng ta giá trị điều gì? Thường những cái mình có mình lại coi thường quý vị. Và khi mình mất rồi thì mình lại mới giá trị. Tôi biết sao con người hay ở trong cái vòng lẩn quẩn đó. Cái mình có mình coi rất là bình thường, nhưng mà tới hồi mình mất rồi thì mình lại nói, ồ nó quý quá, nó giá trị quá. Ước chi lúc mình có mình biết trân trọng nó, mình biết gìn giữ nó. Cho nên chúng ta thấy đó, chúng ta chỉ giá trị những gì chúng ta có, thì khi đó chúng ta mới biết ơn Chúa. Sự sống của chúng ta có, sức khỏe của chúng ta có, tâm linh của chúng ta, sự bình an Chúa ban cho, những cái vật chất mà chúng ta có, những cái mối quan hệ mà chúng ta có, những cái mối quan hệ trong gia đình, tình cha, tình mẹ, anh chị em chung với nhau. Và chỉ cái này chúng ta giá trị những điều chúng ta có, thì đó chúng ta mới có thể biết. Cho nên hai điều đó, hai điều mà chúng ta cần nhớ. Chúng ta chỉ có thể biết ơn Chúa thì chúng ta nhận thức một điều rằng tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời này nó đều không đến bởi nơi chúng ta, không do sức riêng của chúng ta mà chúng ta có được. Tất cả sự sống của chúng ta đều nằm ở trong tay của Chúa. Và khi chúng ta biết được điều này, chúng ta thấy là cái sự biết ơn Chúa là điều quan trọng. Đúng không quý vị? Và chúng ta giá trị những gì mà chúng ta có hôm nay. Chúng ta giá trị. Đã kết thúc thì tôi có nhận một cái thiệp từ California gửi lên nhân cái là ngày lễ Thanksgiving. Tôi đọc cái thiệp này mà tôi rất là cảm động. Cho nên tôi có bỏ cái thiệp này lên thờ thôi. Đó là một cái lời cầu nguyện nhân cái ngày lễ tạ ơn. Cái tựa nó là cái lời cầu nguyện ở Thanksgiving Prayer. Chúa ơi, khi mà con có thức ăn thì xin giúp con nhớ đến những người đang đói. Chúa ơi, khi mà con có thức ăn á thì Chúa hãy giúp con nhớ đến nhiều người hơn con nữa, thì những người đang đói mà đang không có thức ăn. Thôi, đôi lúc họ nhiễm mong á là họ có thể ăn thừa những thứ mà con bỏ ra thôi, nhưng mà họ không có những thức ăn như vậy được. Chúng ta nhớ điều này. Đây là thái độ của lòng biết ơn. Chúa ơi, khi mà con đang có thức ăn thì Ngài hãy nhớ đến, hãy giúp con nhớ đến những người mà đang đói. Chúa ơi, khi mà con có một cái công việc làm, con đang có việc làm thì Chúa nhớ đến, giúp con nhớ đến những người đang thất nghiệp, đang có việc làm. Có bây giờ chúng ta thấy vậy không quý vị? Còn chúng ta có việc làm, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản nhiều quá, thường quá.
kẹt rồi thì chúng ta làm sao? Ủa thì mình có việc làm không ạ? Ủa thì mình có việc làm. Rồi, cái lần đầu này chú ơi, khi mà con có một cái nhà, một cái máu gia đình, thì chú ơi, thầy giúp con nhớ đến những người vô, vừa nhà trường, những người hôm nát, những người sống ở đầu đường có xóm chợ. Chú ơi, khi mà con không có, khi mà con mạnh khỏe, không có bị đau đớn gì nữa, thì chú ơi, xin giúp con nhớ đến những con người đang không bị đau đớn. Những con người đang đau khổ, đang khốn khổ, đang đau đớn trong cuộc đời của họ. Đây là cái thái độ của chú lòng biết ơn, chú đang sống có lòng biết ơn. Chú ơi, giúp con nhớ rằng, xin cho con dẹp bỏ cái tánh tự mãn của con. Tức là khi chúng ta nghĩ là tất cả những gì chúng ta có là do nơi chúng ta, là do nơi sức lực riêng của chúng ta. Chú ơi, xin khuấy động cái lòng trắc ẩn của con, cái lòng thương cảm của ở trong con đủ để có thể quan tâm và giúp đỡ những con người như vậy. Bằng lời nói và việc làm của con thì con có thể giúp cho những ai kêu cầu để họ được những cái điều nhưng mà chúng con như là những con có. Đó là cái lời cầu nguyện nhân các ngày lễ tạ ơn. Quý vị có biết bọn chúng ta ngồi ở đây đó, mà quý vị vô trong cái internet để quý vị tìm cái sự thống kê đó, thì mỗi chúng ta ngồi ở đây, dù là cái người mà có cái cảnh là tệ nhất, không nhà không cửa ở trong đây, ở đó có hơn nước cái đại vậy. Thì tôi cũng xin thưa quý vị là chúng ta cũng vẫn là nằm trong số những người ở top của thế giới, chứ không phải chúng ta là những người ở đáy của thế giới, của cuộc sống ở trên thế giới này. Và đây là cái điều mà nhắc mở chúng ta trong cái ngày mùa lễ tạ ơn này. Quý vị, dường như chúng ta thấy không có điều gì đặc biệt để tạ ơn Chúa, nhưng mà chúng ta nhìn lại quý vị ơi, tôi có thể nói như chính Phaolô nói đó, tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài. Không xin Ngài. Quý vị có nói gì được không? Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể, bớt không lên, bớt bàn hàng, bớt nhìn thấy những cái khó khăn ở trong đời sống của mình, thì chúng ta đang là những con người rất là bình thường. Kết luận buổi chuyện này, qua cái buổi lễ tạ ơn này, chúng ta có nhìn nhận rằng tất cả những gì chúng ta có là từ nơi Ngài ban cho chúng ta không? Có không quý vị? Có. Ngài đã Kinh Thánh nói được một điều vợ cũng là do nơi Chúa ban cho. Quý vị thấy điều đó, được một người vợ, một người chồng cũng là do nơi Chúa ban cho. Chúng ta có giá trị những điều chúng ta đang có không? Đây là cái điều quan trọng. Chúng ta có giá trị cái điều chúng ta đang có không? Tại vì khi chúng ta giá trị cái điều chúng ta có đó, có thể mai này nó không còn nữa. Nhưng mà chúng ta đã sống đúng với những điều mà Chúa muốn. Đúng không quý vị? Và như tôi nói đó, lễ tạ ơn phải chỉ để chúng ta tạ ơn Chúa không thôi. Chúng ta còn tạ ơn và cảm ơn những người mà Chúa đã đem vào trong cuộc đời của chúng ta. Những người gần gũi chúng ta nhất có thể là cha, mẹ, anh, chị, em của mình. Những người cùng làm việc chung với chúng ta, những người ở trong hội thánh của chúng ta. Những người mà góp phần để nâng đỡ, để chia sẻ, để khích lệ cho đời sống của mọi chúng ta. Chúng ta cũng nói với những người đó rằng chúng ta giá trị những điều mà những người đó là. Chúng ta giá trị là những điều mà có thể vợ nói với chồng, chồng nói với vợ là tôi giá trị anh, hay là em giá trị anh, hay là anh giá trị em. Cho nên mỗi chúng ta đây giá trị những điều mà chúng ta có. Khi chúng ta còn có những người thân ở bên cạnh của mình, còn cha còn mẹ bên cạnh của mình, con cái vợ chồng bên cạnh của mình, chúng ta giá trị những điều đó quý vị, vì do nơi Chúa ban, do nơi Chúa ban cho chúng ta. Và nếu chúng ta sống trong cái thái độ, cái tinh thần đó, thì đó là sống trong một cái thái độ, cái tinh thần biết ơn là Chúa muốn. Chúng ta biết ơn Chúa thì theo quý vị chúng ta làm cái gì để bày tỏ cái lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa?
biết ơn bằng gì? Ví dụ như quý vị bày tỏ cái lòng biết ơn đối với một ai đó thì quý vị bày tỏ bằng cách nào? Bây giờ câu hỏi quý vị lớn tuổi đó, cái cách mà bày tỏ cái lòng biết ơn mà quý vị cần để con cái quý vị đó là cái gì? Sao không quý vị lớn tuổi đó? Những quý vị lớn tuổi đó, nếu mà tôi thành thật tôi hỏi quý vị là quý vị muốn con cái quý vị bày tỏ cái lòng biết ơn đối với quý vị đó thì quý vị muốn con cái quý vị làm gì? Đúng rồi đó, thiệt thiếu gánh văn lời tiền, làm nhiều tiền để về cho cha mẹ, có ai muốn gì không? Yes. Rõ ràng rằng cái điều mà người cha người mẹ muốn con cái mình bày tỏ lòng biết ơn đó là sự vâng lời, đúng không ạ? À? Vâng lời trong cái sự hướng dẫn, tôi nghĩ đó là cái điều mong muốn nhất. Và khi vâng lời trong cái sự hiếu kính thì những cái việc như là lo cho cha mẹ, cái chuyện đó là cái chuyện tự con cái nó sẽ ý. Cái điều mong muốn nhất không là người cha người mẹ đó muốn con cái mình vâng lời. Cái điều đó cũng không, Kinh Thánh nói là vả sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Cho nên nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách giao tiếp, tôi xin thưa điều đó không là sai đâu quý vị. Nhưng mà có một cái điều Chúa mong muốn ở nơi chúng ta không? Đó là cái sự vâng lời Chúa hướng dẫn trong cuộc đời của mình, và đó là cái cách bày tỏ lòng biết ơn thiết thực nhất mà Chúa muốn ở đây chúng ta. Nên buổi chiều hôm nay nhân cái buổi lễ tạ ơn, tôi thích là quý vị, mỗi chúng ta là người ngồi ở tại đây, chúng ta có thể cảm ơn Chúa và chúng ta có thể vui mừng vì chúng ta biết rằng chúng ta là những con người nhận được rất là nhiều điều từ nơi Chúa, và chúng ta đang có những cái điều rất là giá trị ở trong cuộc đời của mình mà không phải ai muốn như chúng ta đều có thể có được đâu quý vị. Không phải ai muốn như chúng ta đều có thể có được. Chúng ta đang có những điều mà người khác theo muốn như chúng ta. Tôi không hiểu sao nhưng mà có nhiều người qua Mỹ họ vẫn than một cách kinh khủng luôn. À, và nếu mà họ từ châu Âu họ qua Mỹ họ than á thì tôi cũng không có thắc mắc lắm, không ạ? À? Nhưng mà họ từ Việt Nam họ qua Mỹ mà họ than, và thường đó những người đó tôi nói là của Mỹ họ đâu có giữ mình đâu. Nếu mình cảm thấy mình không có hài lòng thì mình về Việt Nam mình ở, Việt Nam nó tốt hơn thì mình về Việt Nam mình ở. Nó vẫn tự do cho mình mà. Cho nó Mỹ hoặc ở Mỹ, ở Việt Nam muốn qua Mỹ thì khó, nhưng mà qua Mỹ thì Mỹ không giữ mình, không giữ mình. Cho nên mình muốn thì mình cứ về Việt Nam mình đã tự do thoải mái. Nhưng mà thực sự điều tôi muốn nói đó, đôi lúc chúng ta không giá trị những gì chúng ta có. Mình có mình không có giá trị mà mình cứ nhìn luôn đâu đó trong cuộc sống của mình, mình tìm kiếm cái điều gì đó mình không có giá trị. Và tôi khích lệ mọi chúng ta hãy giá trị những gì Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta giá trị những điều đó. Chúng ta sẽ dâng lời biết ơn Chúa. Dâng lên chúng ta dâng lên Chúa, chúng ta lại biết ơn. Vì chúng ta cùng đứng lên, chúng ta dành thời gian này để cầu nguyện. Chúng ta có nhìn nhận tất cả những gì chúng ta có là được cho Ngài ban cho chúng ta hay không? Và chúng ta có giá trị những điều chúng ta có hay không? Đây là bây giờ chúng ta trở với Chúa và dâng lên với Chúa, thưa với Chúa. Đã thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con dâng rất là nhiều ơn phải từ Ngài. Chúng ta cho Ngài con thiết để dâng lời của mọi chúng con. Có phải bởi sức riêng của chúng con, phải bởi tài năng của chúng con, bởi sự thương xót của Ngài. Ngài đã đem không biết bao nhiêu người đến cho cuộc đời của chúng con, cha mẹ, và chồng những người thân trong cuộc đời của chúng con để nâng đỡ cuộc đời của chúng con. Chúng ta thưa với Chúa điều đó, dâng lên Chúa lời biết ơn. Xin cho chúng con biết sống giá trị những điều mà chúng con có, và sống một cách có ý nghĩa cho điều mà Chúa muốn. Còn chúng ta đến với Chúa như thế này, là tự do đến với Chúa và giờ